hơn 2000 năm đã qua, do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời, chúng sanh muôn loại khắp nơi từ bi hy xá thánh thơi nhẹ nhàng, thế giới tình lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn, Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mãi còn thơm hương. Love.